Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với TFV. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn chiếc xe nâng dầu Mitsubishi, xe nâng nhập Nhật nhá. Xe nâng hiệu Mitsubishi ấy, nó là dòng xe được thiết kế rất là nhỏ gọn, được sử dụng nhiều ở trong những cái cơ sở kinh doanh, những cái công xưởng hoặc là những công trình cần phải sử dụng nhiều đến xe nâng. Mình sẽ cho các bạn xem xung quanh chiếc xe nhé. Đây là xung quanh của chiếc xe Mitsubishi. Đó. Chiếc xe này thì được thiết kế giúp cho dễ dàng có thể điều khiển bằng tay, tiết kiệm sức lực cho người sử dụng và khả năng di chuyển hàng hóa cao hơn. Chiếc xe này đang được nâng càng nâng lên vị trí cao nhất. Mình sẽ xem một chút nhé. Đây là chiếc xe Mitsubishi được sản xuất năm 2016, sản xuất vào tháng 2 năm 2016. Chiều cao nâng của nó là 3m. Chiều cao nâng của nó là 3m, tại tâm nâng của nó là 500mm. Đây là chiếc xe nâng có tải trọng nâng tải trọng là 2 tấn. Đó. Chúng ta sẽ vào chi tiết của chiếc xe nâng này nhé. Hiện tại thì chiếc xe nâng này đang chỉ được lắp giá nâng thôi, còn vẫn chưa được nắp càng nâng. Đây là hệ thống xi nhan nâng. Như các bạn có thể thấy, đây là hệ thống xi nhan nâng này, đang được nâng lên mức nâng cao nhất. Và đây là hệ thống xi nhan nghiêng. Đây ạ, hệ thống xi nhan nghiêng. Lốp xe. Đây là lốp xe phía trước. Lốp này đang sử dụng lốp Aichi nhé. Và đây là lốp xe phía sau. Nó đang được sử dụng là lốp đặc, hoàn toàn là lốp đặc Aichi Solip. Phần đối trọng của xe. Đây là phần đối trọng của xe. Phần đối trọng này thì nó có tác dụng là để giúp cho cân bằng trong khi nằm cho xe nó cân bằng ấy, trong khi mình nâng hạ và vận chuyển hàng hóa, để tránh cho xe bị lật hoặc là bị nghiêng đổ. Và đây là hệ thống đèn phía sau. Hệ thống đèn phía sau thì cũng có đầy đủ các loại đèn, như là đèn xi nhan, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng này. Hệ thống cabin, ghế ngồi, ghế lái. Đây là ghế lái, ghế ngồi đó. Ghế ngồi thì chúng ta có thể điều chỉnh cho ghế này có thể là tiến lên phía trước hoặc là lùi về phía sau, là sao cho nó có thể tạo ra cái khoảng cách giữa ghế ngồi và vô lăng của xe, sao cho tạo cái khoảng cách mà có thể thoải mái nhất cho người lái xe. Xe này cũng, ghế này thì cũng được trang bị thêm thiết bị dây đai an toàn. Đây là dây đai an toàn ạ. Chúng ta có thể cài vào đây trong khi ngồi lái xe. Vô lăng của xe. Đây là vô lăng của xe. Và đây là tay phanh, phanh tay đấy. Ở bên này thì có những cái cần ngặt, cần điều khiển. Đây ạ. Đây là cần điều khiển. Và thêm những cái nút bấm. Hệ thống phanh, chân phanh và chân ga. Đây là hệ thống chân phanh và chân ga. Các bạn có thể đến trung tâm thương mại Mê Linh Plaza để xem thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này, hoặc là có thể xem xe trực tiếp để tìm hiểu rõ hơn. Chiếc xe này thì đã được TFV sơn và sửa lại hoàn toàn, bảo dưỡng, bảo trì rất là mới.
Tiếp theo mình sẽ cho các bạn xem một chút về vận hành, nâng hạ và tiếng nổ động cơ của xe nhé. Đây là nhân viên kỹ thuật TV đang vận hành xe cho xe chạy thử. Các bạn có thể nghe được tiếng nổ của động cơ và xe chạy rất là bon ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 0916 929 883 hoặc truy cập vào trang web tfv.vn để được mua hàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.